Dạ, Hồng Anh xin phép được chào quý bà con thân yêu. Chào mừng quý bà con chúng ta quay trở lại kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên, Quỳnh xin phép cảm ơn sự yêu thương, sự tin cậy, sự đồng hành của quý bà con chúng ta trong suốt thời gian qua. Cảm ơn sự tình yêu thương đã dành cho Quỳnh cùng với đội ngũ của mình rất là nhiều. Ngày hôm nay thì cũng đã bắt đầu rớt những cái hạt mưa đầu tiên rồi bà con. Bà con, nếu bà con có thể cảm nhận được thì đây giống như mưa bay vậy đó. Ở dưới Quỳnh thì cũng mưa được 2-3 cơn rồi. Và hôm nay thì trộm vía thì thời tiết rất thuận lợi. Nghe đồn đâu là trời lấp thì có nước mặn rất là rung, cũng trữ hồ, trữ ao đồ cả công đất luôn bà con. Nhưng may sai là thứ nhất là nhà nước làm hệ thống thủy lợi rất là tốt, thứ hai là những cái cơn mưa đầu mùa này đã xóa tan được cái mặn cũng như xóa tan được cái nỗi lo lắng về cây giống của bà con chợ lách. Chúc mừng quý bà con chúng ta ở chợ lách nhé. Và điều này thì cũng rất có ý nghĩa gì quý bà con chúng ta khi trồng sầu riêng ạ. Tại sầu riêng ở miền Tây, một vài vùng ở miền Tây thì cũng có thể bị mặn, nên năm nay chúng ta là đã xóa nhòa được cái nỗi lo đó rồi nha. Cũng như là các bà con ở Tây Nguyên, năm nay thời tiết vào vụ thì bắt đầu mưa sớm hơn, nên quý bà con chúng ta hãy hăng hái lên thì chúng ta bắt đầu chúng ta một mùa vụ mới 2022 thực sự là thuận lợi và ngày càng phát triển hơn. Chúc quý bà con chúng ta thành công với vụ mùa mới nha. Thì bây giờ Quanh đang ở phía sau anh Trương, bắt đầu là rút cây. Hôm nay là bắt đầu là lấy cái lô hợp đồng hôm trước để giao hàng cho khách nè. Nên là Quanh bắt với anh Trương bắt đầu rút cái hàng này, và chính tay Quanh cùng với anh Trương sẽ rút để mà đảm bảo được cái hàng mà đã giao kết với quý bà con chúng ta. Hôm trước là có ký hợp đồng 2.000 nè, rồi 5.000 nè, rồi thêm một cái lô nữa là 7.000 để giao cho quý bà con của chúng ta để trồng dự án. Và thì bây giờ là sẽ rút trước cái lô 2.000 để giao cho quý bà con. Anh đó thì ở Bình Phước để mà anh trồng trước. Và đặc biệt thì bà con thấy ở trên cái lưới mà quanh bà con thấy ở trên đây là lưới để chống bụi thôi, chứ nó gọi là không có ngăn được nắng. Thì những tất cả những cây cây con của quanh từ họ đã xả nắng hết nha bà con nha. Từ nhỏ thì đã xả nắng hết. Đây là anh Trương, anh đang rút cái cây. Cây này thì anh Trương gọi là hàng hai cơ đọt hả anh Trương? Đang nhú cây hai. Nhưng mà nó hơi tốt nên nó đi dài cao phải không? Lú cơ ba. Lú cơ ba luôn hả? Cây đẹp quá ha. Anh xoay một vòng giống như người mẫu cho quý bà con chúng ta cùng xem ạ. Bà con thấy ha, rất là thấy thương. Hàng này hàng lớn, gốc lớn thì bên quanh vô chậu nha. Đặc biệt nè, anh Trương cầm đưa sẽ lại gần giùm em. Cái giá thể á, anh Trương so xe giùm em luôn nè. Cái giá thể bà con thấy có trấu, sơ dừa và đất đỏ Ba Giang ở đây nha quý bà con ở miền Tây Nguyên ơi. Đất đỏ Ba Giang là trồng thì rất là gọi là rất là phù hợp với lại thổ nhưỡng quý bà con chúng ta trên đó. Nhưng nếu mà chúng ta vô toàn bộ là đất không thì là rất dễ bị lèn. Còn này là quanh có trộn một cái sự rất là đặc biệt và có tâm ý trong đó là dừa sơ dừa cùng với lại sơ dừa cùng với trấu sống và đất đỏ Ba Giang để vừa hưởng được khoáng chất, vừa ngăn ngừa mối mọt cho quý bà con chúng ta ở Tây Nguyên luôn. Còn quý bà con miền Tây mà lấy được cái lô này trồng thì coi như báo cháy vụ chét luôn à. Tại vì nó có sẵn cái khoáng chất ở trong đất sẵn. Ai cũng biết là đất ở Tây Nguyên là đất đỏ Ba Giang thì rất là tốt đúng không ạ? Nên nó làm bà con chúng ta hãy yên tâm. Đó, lưới thì đã thả toàn bộ lưới ra. Anh dựng cây sầu riêng vậy đó ngã. Lưới nè, tòa xả từ nhỏ luôn chứ không phải lớn mới xả nha. Xả từ hồi nhỏ luôn bà con. Bà con nếu có xem những cái video clip của Hoàng Oanh thì bà con sẽ thấy là Hoàng Oanh thả cái cây này từ lúc mới vô bịch là bắt đầu xả ra lưới màng rồi. Để làm gì bà con? Để mà cho cái cây nó hưởng nắng, hưởng gió, nó chịu được mưa giông đồ này kia, nó chịu y chang giống như là cái cây ở ngoài vườn của bà con chúng ta trồng vậy đó, để nó mạnh mẽ lên. Đó, bà con thấy những cái cây mà xả nắng sớm thì bà con thấy cái bản lá của cái bạn ngô sơ kim này nó sẽ không có to, bản lá của bạn á, nó sẽ nhỏ, nhưng mà sờ vô cái lá bà con chúng ta sẽ thấy á, là nó sẽ cứng. Như Quanh thường hay chia sẻ, hôm qua có ngồi với anh Nghĩa về lại chú ở bên Vĩnh Long qua thì á, là hai mấy chú cháu có ngồi bắt mạch, là Quanh cũng chưa có dịp qua tới vườn bên đó nhưng có chụp hình gửi cho mấy anh em ngồi đàm thảo với nhau, thì mình nhìn lá là mình sẽ biết được cây nó. Nếu mà nhìn cây sửa đất mà nhìn con thì sửa mình vậy đó. Thì khi mà Quanh nhìn lá thì Quanh có chia sẻ là cách vụ sử dụng phân anh trước giờ nó dày đúng không anh? Rồi cái lá này hiện tại có hiện tượng này, mặc dù rất là đẹp nhưng mà đang có hiện tượng dư đạm. Đồ này kia thì nó ok chính xác, anh đi 30-10-10 rất nhiều. Thì khi mà bà con chúng ta quay trở lại nhìn cái cây giống của mình mà nó có cái màu lá này là màu mỡ gà, màu vàng này là màu vàng mỡ gà, nó rất là tốt cho việc bà con chúng ta trồng trọt. Bà con chúng ta thấy được những lô như thế này thì bà con chúng ta đem về trồng là yên tâm. Với lại khi mà cái cây giống mà Quanh nuôi cho quý bà con chúng ta tới cái cơ đọt dạ về Quanh rút, Quanh giao cho quý bà con chúng ta về trồng liền thì nó rất là ổn luôn nha, rất là ổn. Khi mà hàng xả nắng sớm thì bà con thấy là cái hàng là sờ vô là thấy cái tay mình nó cứng ha. Cái nói chung là cái cây nó cứng cáp, mà cái lá nó cứng cáp chứ nó không có bị là non nha bà con nha. Nó không có bị gọi là mềm,
không bị mềm. Mềm tức là đi phân nhiều, dư đạm. Ha, đi phân nhiều, dư đạm là sẽ bị sẽ lá nó sẽ mềm, với lại xanh, quá xanh. Quá xanh là cũng dư đạm và không có xả nắng nha bà con nha. Đó. Trong nguyên một cái lô vậy là phải rút ra liên tục như quý bà con chúng ta nè. Đó, bà con xem cái cây nè. Nhiều bà con đòi tàn dù tược đứng không mua sa kia, nhiều khi quanh khóc ròng không đó, nhưng mà thật sự là quanh có. Nhưng mà không thể nào bao cho quý bà con 100% được, tại vì hàng cây 1, cây 2 là nó chỉ là đang đi hàng dù thôi. Đó, anh bóc mấy cái cây ra, anh lựa những cây như thế nào giao cho quý bà con, anh bóc ra cho em coi coi nè. Tược đứng nè. Đó, tàn chia rất là đều nè nha bà con, rất là đẹp luôn nè. Coi, anh để cái ngón tay của anh vô trong cái ấy giùm em. Anh để ngón tay anh vô trong cái bo giùm em. Đó. Vậy nè, cái bo mà gần bằng ngón tay út của đàn ông luôn là bà con chúng ta hình dung. Mà bà con nhìn cái cây. Thiệt là bà con nào mà đã quan sát cây sầu riêng lâu mà xem video này, cho anh xin một cái comment ở bên dưới. Tại vì cây này rất là lực nha bà con nha. Xả nắng nè. Cái nắng chói chang là chiếu thẳng vô mặt anh Chương nè. Hồi nãy là quanh có quay quanh là chiếu thẳng vô mặt quanh luôn, nắng dữ lắm. Mà vẫn xả nắng nha bà con nha, không sợ nắng hổn. Tại từ hồi nhỏ đã cho quen rồi, ok anh. Tỷ lệ đứng dù nó khoảng 90% lên. Bởi vậy cái hàng xả nắng thì quá trời tuyệt vời ha. Đó. Gốc này là gốc 2 phân rưỡi, 3 phân, 4 phân, 5 phân cũng có. Gọi là khính nín luôn chứ không phải giỡn đâu. Bởi vậy quý bà con nào mà đặt hàng trước với Hoàng Oanh đó là quý bà con đó rồi là rất là yên tâm. Tại vì gọi là cái hàng của mình đã được chuẩn bị sẵn, rất là đẹp luôn bà con. Cái này là mày nào hôm nay là anh mình rút ra 2.000 để giao cho anh ở Bình Phước ha anh. Rút ra cỡ 4.000 luôn ha. Vậy là mấy khách kia là mưa hết rồi nên là lấy luôn. Rồi em đi qua góc này nha. Rồi em đi qua góc này, em mà đi cái tướng của em vậy là nó sạc nè, nó đã ngã nè. Rồi cứ đợi đi em ơi. Hàng của mình là ok không sao đâu. Xả nắng mà. Có gãy thì con không có thầm. Đây bà con thấy cái lá nè. Lá gọi là lá xanh mỡ gà ha, chứ không có phải là cái cái này nó bị nghịch nắng nè, ta đang quay đúng nắng. Nó bị nghịch nắng rồi, đem đi xích ra làm sao đây? Nghịch nắng hả bà con, anh Chương ảnh tào lao ba khía xí muội không à. Nè. Rồi bóc lên. Nè, bóc dài tới nè, nếu như mình lựa về là mình giao nè, rồi giữ ra khỏi luống nè. Giữ cây khỏi luống xong mình tản mấy cây còn lại ra để cho nó hưởng đúng, hưởng nắng, hưởng hoa luôn nè. Tại vì cây giờ quá đẹp rồi. Cây giờ quá đẹp rồi, bà con nào mà đặt hàng dưới quanh mà cần nhận hàng sớm alo luôn nha bà con nha. Để quanh giao hàng cho bà con chúng ta luôn. Có anh Huân hôm qua em có liên hệ lại thì anh Huân chia sẻ là sẽ lấy hàng sớm. Anh Huân lấy là 200 Musakin và 800 sầu riêng Thái. Ôi cây cây đẹp quá trời đẹp. Cây cái gốc này, anh cầm cái gốc lên anh đưa cho quý bà con chúng ta xem. Đó. Bà con thấy cái gốc bên quanh là nó không có phải là nó bóng mượt đâu nha bà con nha, mà nó có cái độ chì. Nhìn cái màu da thấy cái già dặn ha, chứ nó không phải là láng ình. À đây, nhưng đây, nó có độ sự già dặn trong đó. Tại ấy anh chưa rút ra. Đây. Đó, bà con thấy nhìn khính nến luôn. Gốc này là khoảng 4 phân rưỡi 5 phân luôn nha bà con nha. Có bao nhiêu là có nhiêu là rút hết cho bà con nhiêu, chứ không có giếm lại cây nào hết trơn. Có nhiêu rút hết nhiêu á. Đó. Con thấy ok chưa? Gốc này nè. À. Cái này là không phải là thẹo nha bà con nha. Anh đưa rõ để chia sẻ với con ở dưới nè, ở dưới ngay cái tay của anh chỉ vô đó mẹ. Đó, cái này không phải là thẹo nha bà con nha. Cái thẹo là nó phải dài xuống. Nghe lao sao không? Đó bà con thấy không? Giữa là khoảng 8.000 gốc. Lô này 8.000, bên kia thêm mấy ngàn nữa. Rút ra hết cỡ chú với bà con chúng ta luôn. Bởi vậy anh ảnh tự nhiên quải quên coi quá đơn ảnh tên gì. Rút mấy cây cao trước ha. Đúng rồi. Rút qua mấy cái này nè cho nó sạc. Rồi, quá trời đẹp luôn ha. Bà con coi cái tược kìa, coi cái gốc nè, anh Chương ảnh đưa nè. Cái tay anh Chương ảnh ú thuộc dạng cái tiếp phong thủy là ngũ đoạn á bà con, là người giàu á, người giàu mà giàu có mà phúc đức á. Cái tướng đó là tướng ngũ đoạn, mà con phong thủy mà con biết cái tay cũng như cái nào chuối vậy đó, mà ông để vô cái cây, cái cây nó mập hơn cái tầng tay của ổng luôn nè. Đó, nên là bà con thấy là khi mà bên quanh làm cây là bà con chúng ta cứ yên tâm. Bà con nhìn cái gốc bên quanh, nhìn gốc bự quen rồi, nhưng thực sự mấy cái gốc nhỏ là cũng từ 2 phân ăn lên không á, chứ không có gốc nhỏ hơn đâu nha bà con nha. Đó, mà cái giá thể này là vô giá thể là đất đỏ Ba Giang trộn với xưa dừa và trấu sống, nên là bà con ở Tây Nguyên trồng cái hàng này là bà con chúng ta sẽ rất là yên tâm. Tuy nhiên cái giá thể này là hàng đặt trước thì bên quanh mới làm nha, chứ cái hàng mà bà con chúng ta mua ngẫu nhiên thì nhiều khi á quanh không có đủ đất đỏ để quanh giao á, nên là nó không có ra được cái ý muốn của bà con chúng ta, nên nhớ alo đặt trước giùm quanh ha. Chị Bảy ơi, làm nước quá xuất sắc ha.
Rồi, đó, hồi nãy giờ thì quanh quý bà con chúng ta cũng thấy rồi, rồi tới thu luôn rồi. À, bà con thấy ha, bao la luôn nè. Bao la tình yêu luôn nè. Đó. Rất là nhiều ở đây để quý bà con chúng ta có thể thấy là khi với cái năng lực sản xuất của siêu thị cây giống Willow Farm, bên quanh vừa đi hàng xuất khẩu, vừa đi hàng trong nước, vừa nhập khẩu hàng hóa về, thì bà con chúng ta cứ yên tâm, bên quanh là một cái công ty về cây giống chứ không phải là một họ một một cái cơ sở nhỏ đâu bà con. Bà con có dịp bà con ghé qua chi nhánh ở bên Tiền Giang một cái chi nhánh thôi, bà con thấy cái văn phòng là bà con thấy đấy là đúng là nó rất là uy tín rồi, tại văn phòng bên quanh làm á rất là đều cụ thể, rất là lớn, để mà khách vô một lần vậy là 5-6 người, có khi 10 người mười mấy người là phải 2-3 bàn mới ngồi tiếp kịp. Rồi ở bên công ty là nguyên một cái nhà lá luôn nha bà con nha, nguyên một cái nhà lá là gọt gỗ bằng dừa luôn để mà cho một cái nhà mát. Bà con tới xa bà con thấy cái nhà lá là tự nhiên cái trong lòng mình nó thấy mát liền, bà con vô chơi bà con thấy nó mát mẻ dữ lắm. Bà con có dịp thì bà con ghé qua chơi để bà con có thể tìm hiểu thêm về uy tín của siêu thị cây giống Willow Farm. Và bà con chúng ta đang hiện tại đang bắt đầu vô mùa vụ rồi, đã rớt hột mưa rồi. Những bà con nào đã đặt hàng sầu riêng Musakin của siêu thị cây giống Willow Farm, liên hệ lại với các bạn có chủ động liên hệ với bà con, nhưng nếu quý bà con chúng ta muốn nhận hàng sớm thì liên hệ lại sớm với chuyên viên của mình để mà hỗ trợ giao hàng cho quý bà con chúng ta ngay lập tức nha. Và những quý bà con nào đặt vú sữa Mika, dừa đỏ Mã Lai thì bên con cũng đang chuẩn bị rồi. Bà con chúng ta yên tâm sẽ chuẩn bị cho chúng ta trước khi hạt mưa rớt xuống nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Quanh rất là cảm ơn và ái mộ tình yêu của quý bà con chúng ta dành cho Quanh cùng với siêu thị cây giống Willow Farm. Hiện tại bây giờ đội ngũ kỹ thuật đang đi hỗ trợ tư vấn kỹ thuật tại vườn miễn phí. Bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình nếu có bất kỳ câu hỏi gì về kỹ thuật chăm sóc vườn từ giai đoạn kiến thiết tới giai đoạn thu hoạch. Alo nha bà con nha, alo để đặt lịch dùm Quanh nha. Bên Quanh sẽ sắp kỹ sư đi theo tuyến. Các anh sẽ đi theo tuyến, thực sự là đi ngoài đường gầy săn cổ rất là cao nhưng mà cũng không thể nào bỏ bê vườn với bà con chúng ta được. Bên Quanh sẽ phục vụ bà con chúng ta tận vườn bằng cách gọi điện thoại nha bà con, nhấc máy lên gọi điện thoại tổng đài tư vấn miễn phí, các bạn chuyên viên đang chờ quý bà con ở đầu máy bên kia. Hãy gọi dùng Quanh càng sớm càng tốt nếu vườn của bà con chúng ta có vấn đề gì nhé. Một lần nữa Quanh cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm.